Liên quan đến vụ 141 khách hàng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An, mới đây, chủ tiệm bánh mì đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, đồng thời thừa nhận đây là sơ sót của quán trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng. Ngày 21 tháng 9, chủ quán bánh mì Phượng, số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, vừa đăng tải thư xin lỗi gửi đến khách hàng trên trang cá nhân của chủ quán Trương Thị Phượng. Bà Phượng gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ Cùng với đó, bà cho biết, những ngày qua, sự cố ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Phượng đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt cuộc sống của khách hàng. Chủ quán bánh mì Phượng thừa nhận, đây là sơ sót của quán trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng. Cơ sở kinh doanh này đang chờ kết quả xét nghiệm và đã làm việc với cơ quan chức năng, sở y tế, tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Bà Phượng cho hay, Đại diện gia đình chúng tôi cũng đến thăm hỏi, động viên, xoa dịu nỗi đau mà quý khách hàng đã và đang điều trị tại các bệnh viện. Đồng thời tiếp tục ghi nhận những thông tin phản ánh của quý khách hàng liên quan đến vụ việc này. Chủ tiệm cam kết, lần này được sự cho phép của cơ quan chức năng sau khi khắc phục hậu quả và được mở cửa trở lại. Tôi xin cam kết sẽ đem lại những sản phẩm bánh mì tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ quý khách hàng và mong rằng lần trở lại này sẽ không làm quý khách hàng thất vọng dân mong được quý khách hàng cảm thông và yêu mến bánh mì phượng như những năm qua